Trời ơi là trời, tao thuộc pizza lỗ mày à. Bả quá. Okay. Tao lỡ uổng công cái này tao mua làm 3-4 phần đi nhau. Mấy phần? 3 phần. Dễ rồi. Nén số 2 sao á. 3 phần 90 thối 10 luôn đi rồi. Cảm ơn. Mấy? 2. Rồi, ok. 2 có. Mời thí sinh tiếp theo. Đang đi giải qua không? Cái này là không được hàng. Tưởng ngồi đợi là không được nha. Bên đây 10 phần, 2 bịch 5 đi. 2 bịch 5 nha em ha. Ok, 2 bịch 5 cho mỗi bịch thêm một cái bao nữa. Rồi, đủ rồi. Vui vẻ nha. Đúng rồi, rồi làm xếp hàng mua, ta mua cho đáng đi. 10 phần đi. Mày giống như... Thay vì bà đó, ông đưa cho tôi luôn nha. Ông dựng lên cho tôi. Sao ông quăng cái đống lá cho bà? 8 phần. Mê bà quá. Đúng rồi, 240. Tôi gõ chuông à. Phải đâu má ơi. Ngồi xuống được không ta? Em bả cho một bình luôn ha. Ngồi xuống được không chị? Ngồi đi, ngồi nhẹ nhẹ thôi. Ngồi nhẹ nhẹ. Rồi, thôi 50 luôn, 5 phần, 150, thôi 50. Thôi đứng không, đứng nha. Thôi lấy bánh, dạ bán cho em, cảm ơn chị. Mấy phần? Một phần à hả? Dạ. Giúp bà ngoại chụp đi cháo ghê. Mấy phần mất chân á. Này là đang luộc không? Mấy phần? 3 phần. Đến đi còn đi nữa gì nữa. 3 phần. Còn 3 phần. Một cái chính. Đây 3 phần. Rồi ơi, tối đông miệng luôn. 3 phần. 3 phần luôn, ok. To dài cái này trứng à. Trứng ngon quá. Bà làm bót. Mẹ nói ẩm bà nổi luôn kìa. Bót đúng không? Còn 3 phần nữa. Rồi hết rồi đó, tương lai hết rồi. Xui cho cuộc đời BD. Rồi, đã hết bánh. Rồi. Hỏi chăm bóp luôn. Xin quý vị chờ sau ít phút quảng cáo. Chương trình của em sẽ bắt đầu. Ai giờ cũng được hả? Bây giờ tới chương trình quảng cáo. Nhà bà bán gì quảng cáo cũng đây chúng tôi là đóng rồi đó. Bà có gì quảng cáo luôn đi. Có gì đó. Thôi. Chị ơi chị. Cho em dĩa bột chiên. Hành nhiều nha. Phải cho em hành nhiều. Nghe. Ok, về đi cô gái. Khổ lắm. Ai mà nằm trong tư thế khổ lắm. Hồi đợi chị nha, hai bé bó. Hai con chúa. Diệu My và Cẩm Lệ. Cẩm Lệ nằm trên. Hả? Cẩm Lệ nằm trên. Cẩm Lệ nằm trên. Nằm trên hả? Tôi là làm chồng nè. Kìa 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 kìa.
Thái Quỳnh Liễu liếc bà kìa. Quỳnh Liễu bên đây nè. Đây là Quỳnh Liễu nè. Diễm Phụng. Thấy không? Đây nè. À, đây là bà đã đặt tên gì quên mẹ rồi. Cẩm Lệ. Quỳnh My. Cẩm Lệ Quỳnh My. Thí Liễu. Này là cái gì quên mẹ rồi. Nhiều tên quá à. Đúng không? Trời ơi. Hả? Không, Mỹ Hà. Trời ơi là trời. Mỹ Hà. Trời ơi là trời. Diệu My. Cẩm Lệ Diệu My. Đây nè, Cẩm Lệ nè, Diệu My nè. Còn này là Mỹ Hà. Mỹ Hà Bá. Rồi, xin chụp tấm hình. Chưa đụng. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Còn đây sao chị? Hả? Ôi trời chết á, đủ đủ mẹ người ta. Bị đê rồi phá hoại không à. Xin lỗi chị. Xin lỗi cái gì? Trời ơi là trời, tao thuộc pizza lỗ mày à. Bả quá. Mỹ Hà. Trời ơi, con kìa Mỹ Hà kìa, cái tướng Mỹ Hà chân đi ra cầu thủ đá banh vậy trời. Ok, con qua đây nè, con qua đi, dơ qua đây nè. Cười gì má? Thôi chụp ở đâu? Ai má nào? Áo đen. Áo đen. Hai đi, hai đi. Trời ơi, không một lời cảm ơn luôn. Mày mất nết quá. Nè, con. Lại đây. Chú coi có dù cui coi. Trời ơi, ê. Nó sợ coi ê liền. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi, thưa hồi đó đó hả? Hồi đó nhà nghèo quá. Có mấy cái miếng dán này là lót nằm mà nằm ghế mà nó bóng luôn á. Sao không? Mình nằm có mồ hôi mồ kê mình á, nằm ghế con nít mà. Nằm ghế nó láng luôn nè bây giờ, giống vậy nè. Mọi người, cái cây cối mà mọi người sử dụng nó nhiều quá nó láng á. Ờ, cái cây cối bất kể cây nào cũng vậy. Hả? Cây nào mà cũng láng. Ủa cho ai hoài vậy? Đứng nãy giờ 2 tiếng rồi đó, bốn phần đi, chúng ta lại. Đây, đây, đây. Gầu ghê vậy đó. Ngọt. Quen quen. Ba gùa con mép. Không có gâu quê mép á. Rồi ông hãm mẹ đó. Nè chuẩn bị nữa nè con. Cái gì đó, cái gì đó không biết nữa. Đợi chị cái nha. Bốn đứa đi thi hoa hậu đi. Vậy hả? Ủa mà kêu ấy hả? Một chiên hả? Nóng rồi, nóng rồi. Quặp dữ ta. Trời má đói bụng quá không cho ăn trời. Cận cảnh trực tiếp. Các Thi đang ăn một chiên. Này. Trời bị dâm.
bị dâm nó dầm vô tay. Chú nhờ cái con à, thế thì sẽ bố chị à. Chị hột gà chưa đủ lửa nha. Bà chiên chăm chiếc ấp la vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.